Ui, quá trời ngựa luôn kìa các bạn ơi. Về Buôn Mê Thuột, quá trời ngựa luôn. Có ông chăn ngựa đó kìa. Từ từ đợi xíu, để coi ngựa xong rồi đi tiếp. Đợi tí. Wow, đẹp quá nhỉ. Thôi thôi đi lẹ lẹ đi, hồi đằng sau nó chữ chạy không kịp. Lẹ lên, nguyên bầy đằng sau kìa, lên nó quýnh nó chạy chạy sấp lờ luôn. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2 đó các bạn. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ chơi lại tiếp tục cái con xe Taco 2018. Và một cái nhà xe mà tao nói là các bạn yêu cầu hoài luôn. Nói chung mình đã làm trong cái tựa game Bus Simulator Indonesia rồi, nhưng mà các bạn muốn mình làm trên tựa game ETS 2 đó, thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Thì đây là cái nhà xe tiếng Anh. Đó, vô cái tựa game ETS 2 cái nhìn nó đẹp liền phải không các bạn. Ok, thì đây là cái phiên bản update 0.1 của Đức Quỳnh vừa gửi cho mình xong, vừa fit cái đèn led phía trước các bạn. Đây đó, cái đèn led phía trước xe nhìn cũng không rõ ha. Thì Đức Quỳnh hứa với mình là cái fit sau 0.2 sẽ sửa cái đít cho mình đó, thì các bạn cứ đợi cái clip sau thì sẽ có cái đít xe Taco 2018 nha. Còn hiện tại thì vẫn là đít 2016 thì không có sao cả, kệ đi. Ok, giờ mình sẽ kiểm tra nào. Thì giờ thôi nè, toàn cái gì ra ngoài luôn coi. Ok, hiện tại thì mình đang ở Sài Gòn các bạn. Và chúng ta sẽ chuẩn bị có một cái chuyến xe đi về Buôn Mê Thuột. Đó, Buôn Mê Thuột chứ, Buôn Mê Thuột. Đó, thì đây là cửa xe nè, mình sẽ kiểm tra khoang máy phía sau coi. Ừ, trời, cái này bị lỗi rồi. Đây là khoang máy phía sau các bạn. Đó, cái bình ắc quy đâu rồi nhỉ? Mắc mẹ cái bình ắc quy người ta rồi. Đây là cái hầm. Hiện tại thì xe chưa có khách các bạn, mình sẽ về Buôn Mê Thuột cứ khách, mình sẽ lên xe nào. Wow, đường lên là có đèn luôn nha các bạn, không phải đơn giản đâu. Tuyệt vời. Còn đây là trong xe nè. Đó, ghế đẹp không? Ôi trời ơi, đèn led nó bị lỗi, nó xuống đây luôn mới ghê. Nè, đèn led trong xe nè các bạn. Nhìn nhìn nó Lusugi limousine dữ không? Có tivi đàng hoàng nha các bạn. Đây, tivi đang chiếu quảng cáo. Quảng cáo kiếm tiền. Đóng cửa đó. Rồi, hãy cho đóng cửa, chắc mình chuẩn bị đi luôn các bạn. Bây giờ mình vào xe trước nha. Ok, thì ở trong xe thì như mình đã thấy cái phần mà đồng hồ nó được gắn thêm một cái kiến ở trên nữa. Đó các bạn thấy không? Mà nhìn nó hơi ảo ha. Ok. Đó, thì đây là trong xe đó, ở trên có chữ tiếng Anh luôn kìa. Thôi đi đi các bạn, để máy lên nào. Đây, mình sẽ đi ra khỏi cái bến xe này trước cái đã. Wow, có chiếc xe khách luôn kìa. Chiếc này là chiếc Hyundai ba cục các bạn. Rồi, mình đã ra được khỏi cái bến xe đó các bạn. Wow, quá đẹp. Đèn xanh là thôi, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Tranh thủ để đèn đỏ, rồi đợi. Wow, trước mình một cái công viên hay cái gì kìa. Mình không chả biết công viên gì nữa. Ây da da, thù bù dắp cục đá nữa. Rồi đi thôi các bạn. Đồng gì hoài vậy? Trời ơi. Cái map nó bị lỗi hay sao ấy. Áo đèn xanh rồi, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đây.
mình sẽ ghé bên trái các bạn. Wow, cái gì vậy? Một bảo tàng à. Xe tăng máy bay nhiều dữ vậy. Wow. Mát là nhiều, nhiều cái mới nhỉ, thú vị. Cho đèn đỏ rồi. Ok, đi tiếp tục nào. Let's go, let's go, let's go. Gáp bay đụng cái đít bị dơ đấy, đặt 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 chạy cái kiểu gì vậy. Không chạy nhỉ. À, đường sắt kìa các bạn, mới có chiếc xe lửa chạy qua. Ê, tắt máy luôn kìa. Ok, mở cổng ở đây bây giờ mới đi qua nè. Mình nói xong mà nó dừng một đoạn này không biết. Nè cái đường sắt nè các bạn. Hồi nãy có một chiếc xe lửa nó chạy qua. Đây đường sắt thống nhất hay sao ấy. Đường sắt Việt Nam. Sao dừng nó rồi? Chúng ta sẽ chuẩn bị rẽ trái nha các bạn. Mình đã say, say tình, ngã tình. Rồi lại tiếp tục ghé phải. Trời ơi. Đi về Buôn Ma Thuột thôi nào. Đây có một cái chạm dừng hay sao ấy. Mình cũng không chắc nữa. Wow. Có một chiếc máy ủi. À, đi thôi các bạn. Như lên lộ chính rồi đấy. Ui sao thằng xe khách nó lại qua lăng lời mà vậy. Vãi hình đi chạy xe. Chúng ta sẽ ghé phải. Đó là vô đâu rồi nhỉ? Bà nội đó, giữa trưa bà đi ngoài đường. Ông nội làm gì đây nữa đây? Hai ông nội xách xe đạp đi chơi 12 giờ trưa. Bãi nồi. 12 giờ trưa xách xe đạp chạy lơn tơn lơn tơn. Nè xe lửa đó các bạn. Có thể là chiếc hồi nãy, không biết phải không. Đó, cái chiếc xe lửa nãy kìa. Trời ơi. Ông nội nó chạy xe tải xuống đó luôn. Ghê thì cái map là nhiều thứ hấp dẫn vãi. Chờ trên đường phố đôi chân không
như đường cao tốc rồi đó các bạn. Ồ, có ngựa đó kìa. Quá trời ngựa. Ngựa nhiều vải. Lên vùng núi là ngựa rồi mà các bạn. Đây là một cái nông trại vậy nè các bạn. Giống trong FS19 gì đấy. Đó, ta làm cái nông trại vậy đó. Hôm nay là đi xe mình nên tha hồ mà ngắm cảnh rất kiểu được. Map này rất là rộng các bạn, nên mình sẽ trải nghiệm rất nhiều xe lắm đấy. Lại mon qua một cái đường sắt nữa. Cái đoạn này sao nhòi quá vậy? Đang chạy đường nhựa ngon lành xuống cái đường này. Cùi vậy? Khi nó đang sửa các bạn. Ôi. Những cái đoạn này nó đang sửa. Đó, hết rồi đó. Ngon đây rồi đấy. Má bên này ngựa đó gì nè. Ui, quá trời ngựa luôn kìa các bạn ơi. Về Buôn Mê Thuột. Quá trời ngựa luôn. Có ông chăn ngựa nữa kìa. Từ từ đợi xíu. Để coi ngựa xong rồi đi tiếp. Đợi tí. Wow. Đẹp quá nhỉ. Thôi thôi đi lẹ lẹ đi hồi. Đằng sau nó chữ chạy không kịp. Lẹ lên. Nguyên bày đằng sau kìa. Nó lên nó quýnh nó chạy chạy sớm lờ luôn. Nên mở đèn thử đèn cabin thôi nào. Wow, cũng đẹp nhé. Xe giường nằm mình rất là thích. Chạy mà mở đèn cabin đó các bạn, nhìn nó sáng sáng sao đẹp đẹp sao ấy. Ủa, có một cái sân banh mini nữa nè. Cho tụi sớm làng nó xúm nhau chiều chiều ra đá banh. Mấy đứa nhỏ. Thôi ôi. Mấy đứa nhỏ chụp kiều nó ra đá banh rồi các bạn. Xe khách nó
nó dừng nó rước khách dọc đường rồi các bạn. Mấy cái ghế dọc đường là rước khách dọc đường trong đấy. Đó mấy cài đang cài lúa các bạn. Wow. Wow. 6 chiếc luôn, 5-6 chiếc gì luôn. Ừ, cái gì vậy? Ôi đường đang thi công các bạn ơi. Xém nhìn mấy cài ủi mấy chiếc xe này rồi. Từ từ qua từ thôi. Mình mở đèn ưu tiên. Nhường đi. Rồi, ok, tắt đèn nào. Giờ mình chạy tầm 100 mấy không à. Thấy vậy chứ nó không có công an. Như chuyển mưa đó sao ấy, nhìn đường nó tối quá nhỉ. Trời ơi, quá chạy qua mấy công an nó bắn tốc độ rồi. Tính ra nãy tôi nói là không có công an luôn á. Vừa nói xong lại này nó đứng ngay góc cây nó bắn tốc độ tôi. Mắc thịt mẹ mấy đô rồi. Đời không như là mơ các bạn à. Tính ra là đường trống thì không có công an đâu. Nó nấp trong bụi lùm ở trong ấy. Phải rồi. Ok sắp đến rồi các bạn ơi. Rồi bà con ơi, sắp đến rồi nha. Chuẩn bị tư trang hành lý xuống xe nào. Nhưng mà dừng đây vậy. Ok. Như vậy là mình đã đến rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tìm một cái chỗ nào để mình đậu. Ui chỗ nó cũng đang sửa đường nó các bạn ơi, nó không cho đi rồi. Nhìn đi bên này. Thiếu gì đường đi. Ui dưới này nó có một cái đường nhỏ nữa nè. Mấy cái đường nhỏ nhỏ nhìn thú vị vãi. Ok ghé bên phải nào. Ủa lại đèn đỏ rồi. Cái đại đèn xanh mà xe bọc qua phải xuống dưới mình kiếm cái chỗ nào trống trống mình đậu. Ủa quên mình có cái khách đâu mà mình kêu người ta chuẩn bị tư trang hành lý trời. Quên. Hơi quen chạy xe. Mình chạy về cái bến xe của Buôn Mê Thuột. Lại đây gặp đèn đỏ nữa. Vãi. Tao ôi tưởng đi qua được rồi. Mùng một thôi, tôi với người quen biết nhau. Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm. Ok, tộc nào. Rồi ghế trái nha các bạn. Bên này nó có một cái bến xe bự lắm. Đây. Kiểu như cái chỗ đậu xe đây các bạn, chỗ bến xe. Cái bãi. Ok mình qua luôn nào. Đó container đổ đậu cả đống này nè. Rồi
Rồi, mở cửa đây ra. Đó, như vậy thì cuối cùng chúng ta cũng đã vừa hoàn thành xong một cái hành trình đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi về là Buôn Mê Thuột. Nói chung là mình chỉ mô phỏng thôi các bạn, chứ không phải là thật 100% đường giống ở ngoài. Nên các bạn cũng thông cảm chứ, mình trải nghiệm cái xe tiếng on này nè. Đó. Thì cái skin này mình quên nói là của thằng Đạt Nguyễn nó làm cho mình, và mình có edit sơ sơ lại. Đó. Như biển số hay là cái mui trên gì đấy thì mình đã sửa lại, và xe này là Đạt Nguyễn nó làm cho mình. Đó, thì mình có skin nha các bạn. Skin nó làm cho mình và mình đã fit lại sơ sơ rồi đó. Rồi, thì cũng cảm ơn Đạt Nguyễn. Với lại là xe này chúng ta mình mua của Đức Quỳnh, thì các bạn nào có mua thì có thể liên lạc Đức Quỳnh để mua với giá là 300.000. Đó, và các bạn có thích video này của mình thì đừng quên lại cho mình một like. Và bạn nào chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho mình có thêm động lực để làm thêm nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha. Ok, và nếu các bạn muốn mình làm tiếp nhà xe nào của chiếc Taco Bobby Home 2018 thì comment phía dưới cho mình biết nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.